á, đi xuống đó mà xin ha. Còn còn á, ai cũng sai làm gãy chân ngang đi xuống đó mà xin. Là bé 11 ngày á. Con bé 11 ngày á. Dạ, cúng cam với là cúng làm gãy chân ngang. Cúng cam cộng làm gãy chân ngang thì bước xuống đó mà xin. Dạ. Còn ai còn á, bữa ai mang cái thố gạo xuống nữa, xuống đó mà xin. Còn một thầy á kêu ổng á là tốt nhất á là xuống mà quỳ mà xin con nhỏ nha. Con dạ, nhỏ thứ nhất nó không phải là quỷ. Dạ. Thứ hai á nó là được di lạc độ chứ không phải là kê đâu, mà nghĩ sao chửi nó làm quỷ. Dạ 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 dạ. Dạ. Còn còn cu hân này là có lên được không? Lên được. Thằng này á. Dạ. Phải ngày mai lên được. Dạ. Dạ dạ. Bé 11 ngày nói rồi. Bé 11 ngày là bây giờ phải xuống sám hối, xuống sinh rồi. Cái người thầy mà phán bé là quỷ. Ai cũng cam. Người thầy á mà phán bé là quỷ á mới cúng cam cho bé. Mới dạ. Bói á làm gãy chân ngang xuống nó mà xuống ngay cái chỗ vách đá đó mà quỳ, nó kẹt ở dưới vách đá nó không lên đâu. Dạ dạ. Bữa em nói thiệt là em chỉ rồi nhưng mà làm sai. Chứ không nó lên từ cái hôm mà 9 ngày cơ. Dạ. Em tức quá em mới phải quay qua đây ra đây á. Chứ không có ai rảnh rỗi thì em không muốn rỗi vậy đâu. Dạ. Cô duyên thôi, cô duyên. Á, từ 5 tới 10 km thôi chứ nó không. Chứ nó không có đi xa đến 60 km như các thầy phán đâu. Dạ con bé đó. Dạ. Ai đánh chuông á. Còn Huân thì mai nổi. Thì tối nay là có thuê thợ lặn rồi đó em. Có thuê thợ lặn. Lặn không thấy nó đâu. Nó không lên đâu. Ngày hôm qua cúng cam đúng không? Đúng rồi, hôm qua có cúng cam, hôm qua có tối hôm qua có cúng cam. Cái người cúng cam nó xuống dưới đó mà xin. Huân hay là con bé? Cả hai luôn, cái người á cúng cam nó cùng một người cúng mà xuống đó mà cúng cam. Chị hôm qua mua cam đúng không? Ai mua cam thì không mua cam luôn. Mấy bữa em đi ngang. Đúng bây giờ bình thường nó đang có cam ấy. Em chỉ nói một câu vậy nè. Có bình thường đang có cam. Cúng cam những người nào mà cúng cam cộng mới làm gãy chân hương thì cứ xuống mà xin. Là con bé 11 ngày. 11 ngày. Còn thằng Hưng á là được ai á thầy nào cúng cam thì xuống đó mà xin với nó. Người ta không có cho lên đâu. Ừ, cúng cam mà xuống xin xong hết. Cúng cam làm qua ai cúng cam. Hưng thì đang có cam đấy. Đúng rồi, hà cam đi chị, bỏ bom lên đi. Người ta di lạc đứng đó sờ sờ đứng cười mà các thầy phán di lạc là quỷ là ma không? Đó, các thầy phán là hai con quỷ dành xác con bé 11 ngày đó. Hai con quỷ dành xác đó, mấy thầy cứ phán miết đó. Phán miết trên mạng đó, bực dễ sờ luôn á. Cứ phán tầm bậy tầm bừa. Xích ra chị. Đi tới lấy cái dĩa cam, à, tới lấy dĩa cam xuống, bỏ dĩa bom lên đi. Thà cái dĩa cam nó xuống, bỏ dĩa bom lên đi. Mọi người tránh ra chút. Mọi người tránh ra chút để cho con bé nó trợ lực nó làm. Mọi người có thể tránh. Đây là chị giúp. Chân con đâu cũng. Chân cận người nhà của ông bé 11 ngày không? Thằng Huân là bây giờ đang ở dưới chân cầu đúng không? Ừ. Bây giờ đợi thợ lặn mình xuống mình lặn cho nó. Chị điểm được chỗ nó thì mình cho thợ lặn xuống tìm. Quá đội về cam đi em. Ok. Là bây giờ bé nó vẫn nằm gần quanh đây thôi, nó chưa ra trôi ra xa. Nó vẫn ở đó, nó kẹt giữa hai cái đá chứ không đi đâu xa. Di lạc bọc xác nó. Di lạc. Thông tin á, mai ngày 12 á là ngày nó nổi á. 12 là con bé nổi, mai con bé nổi. Ngày thứ 9 nó đã nổi cả ngày rồi. Ừ.
cái bữa đó là em đã kêu rồi, con bé xác nó đang nằm úp á, kiếm nó đi. Nghe mấy thầy kiếm đâu ra 60 km, kiếm không ra. Còn mang cam ra giữa nữa, người ta đưa đẩy xuống luôn. Không ai rảnh ra đây đâu. Em bay từ Sài Gòn ra hả? Cái tâm linh nó có thật mà, cái tâm linh cái đứa nó nhẹ vía, nó tâm linh đó, thì nó phán đúng đó. mình tin vào cái nhân duyên. Em tức là tin vào nhân duyên, em không tin vào các thầy, em không tin vào các bà, em không phải thầy, nhưng mà em tin vào nhân duyên. Mà là em ngồi em coi các thầy á làm á, xong rồi đăng lên TikTok đồ các kiểu á, là em thích quá em mới ra đây. Rồi, mình chị bản thân chị cũng không tin các thầy đâu. Này nhưng đó, mà chị tin vào nhân duyên. Lên, lên chưa? Lên hung lên đúng không? Lên này đó. Cho hung lên rồi, cho ghe đi kiếm. Xe mọi người cho em ra, em lên báo. Trời chúng ta nổi da gà, trời người ta nổi da gà, lạnh hết trơn người á, kinh quá đi. Hai ghe mình dưới nó đâu rồi em hả? Anh ơi. Chú à, điền cho con bé đó, em điền cho chồng em hai ghe đó. Cho tìm hai gà dưới tìm ở dưới ngay căn quanh khu đi thôi, dưới cầu mình thôi, dưới cách cầu mình thôi, dưới chân cầu này thôi, cho nó chưa đôi đi xa đâu. Điện hai cái gà của mình á. Dạ đặt bom lên đi, Hà Cam xuống đặt bom lên thôi. Không cái bom con mới mua bên kia, con có mua bom bên kia, lấy giùm em với chị. Cái nhân duyên á, cái nhân duyên nó rất là đúng. Đúng rồi, cái nhân duyên rất là đúng. Còn các thầy đừng có phán bừa, con không có tin thầy nào hết trơn á. Con tin vào nhân duyên chứ con không tin vào các thầy. Các thầy mới có lên Facebook cứ đăng nào là quỷ dự sát, quỷ dự hồn. Em cũng thì em cứ cúng đi, cúng em rải binh đi giùm chị đi. Em cúng rải binh giùm chị đi, chị cúng. Còn các thầy mà lên mạng cứ nói phán là quỷ dự sát với ma dự độc, tình quá tội luôn á, nói phán quá tội con bé luôn á, bởi vì con bé ở miếng không lên được. Đi ra ghe, kêu ghe, cầm nước cầm xô xuống cho họ luôn, cầm nước xuống cho họ. 14 mày xuống đi, mày xuống mày đi với ghe đi. Mày xuống đi với ghe đi. Anh Thiền vô chưa? Vô mới tới đường Thành. Rồi anh Thiền vô đi, rồi em... cứ không bây giờ thì cứ ghé cứ đi tìm em như đó đi. Còn trên đây anh Thiền vô rồi thì mình cứ giải quyết trên đây. Bán đi rồi, bán vô nhưng hắn thì như giá xách nước với lại xách đồ bánh mì bánh đồ xuống dưới ghe cho hắn. Tại vì bây giờ biết họ tìm tới mấy giờ đây nè. Bánh mì với nước rồi xách xuống nhà họ. Bánh mì bò hút bánh bao đồ đang xuống cho họ chị. Con bé nó dạ. Đây bom đi nè. Rồi đó, điểm nó cúng được rồi, điểm nó cúng được rồi. Đó, bỏ lên trên được. Nhớ bỏ những gì trái cây lên trên đi em. Bỏ những gì trái cây lên trên. Bỏ lên trên đi. Chị Quỷ, ý là nó ghe chà tới cái đồng dưới cao đây hả chị? Chị Quỷ. Ý là nó ghe chà xuống đồng dưới cao. Đúng rồi, chà lên dưới cao. Anh nó ghe chà xuống cái đồng mà. Bà nãy nói đúng. Ừ. Nhà bữa nó gặp nổ rồi, mình không tìm được kìa, thì cũng xuống lại đó. Hay chưa? Hay chưa? Dạ chưa. Dạ ăn gì đi? Dạ không. Đi đâu? Không, em không xuống nước.
em không xuống nước được, em không biết bơi. Không xuống trong cầu à? Không xuống chứ, để chút xíu được, em có xe đây mà. Để em ở trên đi cúng xong, cúng binh xong rồi cái em xuống. Ủa hai cô này nhớ chị đang dắt cô đi xuống mẹ rồi, cô ơi. Chưa biết đâu em, từ từ đi vứt lúc nào đi lúc đó chứ. Đây, chị đang like để cúng binh xong rồi con bán đi đâu rồi em. Kêu cho ga ra đi lúc, nếu như mà thật sự mà nó nổi á thì mình vớt, còn nếu mà nó chưa nổi á thì thờ lằn vô tối rồi, bây giờ cho thờ lằn trong đêm luôn, hy vọng lần là đêm nay tìm được ngon luôn. Rồi để cho thợ lặn vô tới rồi cái chị xuống dưới chị làm việc với thợ lặn để cho họ ra họ lặn luôn. Chị la chút xíu thôi rồi chị phải tắt like để chị đi xuống dưới. Thôi Huyền ơi, Thảo Vi, Vidama, Lê Thuận, thôi đừng cãi với em Huyền nữa. Em Huyền cũng là một mạnh thường quân của Huệ đó. Nhưng mà có lẽ là em Huyền không hiểu sai ý Huệ. Là vì bé đó với Huệ là nó không có duyên với nhau. Nên là Huệ không có trợ duyên với em bé đó là thứ nhất. Thứ hai là vì khi em nó nhảy thì không có người nào chứng kiến được em đó nhảy. Nên trong thâm tâm của Huệ lúc nào... Ờ chị đây. Rồi. Người xuống dưới đó vớt đi. Dưới lúc này em đứng. Nội dây càng mà con bé đang tới gần em là em nổi rờn người luôn á. Mẹ con bé, kêu mẹ con bé nè, mẹ thằng bé né đi. Không, đây là chị con bé, không có mẹ đó đâu. Dạ, chị né đi. Chị nó. Gia đình nó khóc với lại á. Là nói giùm, nói giùm. Rồi là bây giờ vớt lên làm mâm cơm chay, ngày mai mình cũng vẫn được đúng không? Nước vào đây anh đắng, đứng vào đây, ngay vào cái cột thứ cột đầu tiên đi. Thằng bé nó đang nằm ở dưới, xuống vớt mẹ đi, không có kịp xuống á. Anh, ghe đang ra rồi, ghe đang ra rồi. Anh Thắng, anh tới vào đây anh đứng, anh vạy tay cho, anh rời đèn vạy tay cho ghe nó thấy, anh đứng vào nó. Coi hắn chẳng đi qua đường đi. Xin cái số điện thoại hắn hầu có cây cơ mình điện, cân chạy qua dùm đó. Hắn ở Sài Gòn, đây này, mà u trời thấy con đứng dưới gà hết trơn. Hắn biết em mà, Có khi cơ duyên của mình đó. Trời ơi, mình luôn á, trời nổi da gà trơn người vậy luôn á, rung mình luôn á. Mình có cái em mọt là tự nhiên là rung, đúng không? Người là... Chị rung mình luôn á. Mọi người tránh ra xa giùm em xí nha. Tránh ra để cho nó, để cho bé nó thoáng á, để nó trợ lực, nó làm việc được. Mình đừng có đứng gần quá. Dòi đèn đi. Thái ơi, Thái, em điền cho Thành đi. Em nói Thành là tới ngay chỗ mà trên đây mình đang dòi đèn. Chỗ mình đang dòi đèn trên mà mọi người đang đứng dòi đèn xuống á, cho ghe tới đó. Không 905 444489. Sợ Thịnh đang like không. 444489. Có ghe chưa? Ghe vô chưa? Ghe đang vô đó. Tại vì ghe lúc nãy giờ vẫn đang đi tìm. Đó, ghe đang vô đó. Mọi người dòi đèn cho ghe thấy. Họ đang rọi đèn. Chị dân bán ra mình. Xích ra đi, họ đâm nước. Xích ra. Xích đang ra rọi đèn vẫy tay nè, em thấy không? Xích ra họ đâm nước. Đây nè, tới đây nè. Rọi đèn mọi người, rọi đèn. Ở trên cầu. Tới ngay chỗ nước. Dạ. Tới ngay chỗ nước anh nghe. Có nhiều là con hàng nó dập đi.
phí. Thôi mọi người đừng có trách em Phương Nguyện nữa. Em Phương Nguyện cũng là mạnh thường quân của Hề đó. Nhưng mà có lẽ là em Phương Nguyện hiểu sai ý của Hề thôi. Vì thực sự á, nếu như khi á, mà chưa biết, chưa có ai. Rồi, nói rồi anh. Khi mà chưa có một ai nhìn thấy bé nhảy, thì lúc nào trong thâm tâm của Hề cũng mong muốn rằng bé còn sống. Chứ không có một lời nói nào của Hề là khẳng định là bé chưa nhảy cả. Nhưng mà khi mà không có tận mắt người nào nhìn thấy bé nhảy, thì trong tâm Huệ lúc nào Huệ cũng hy vọng là lúc bé sẽ quay về và bé còn sống. Nhưng mà tất cả là tùy duyên thôi. Nếu như cái số của bé tới đó rồi á, thì Huệ có mong muốn cũng không được. Nên là mọi người á, đừng có, chắc có lẽ là em Phương Nguyện hiểu sai ý từ của Huệ thôi, nên mọi người đừng có trách em Phương Nguyện này nha. Em Phương Nguyện cũng là một người rất là tốt tâm, tốt tính. Em Phương Nguyện cũng là đi tu á, anh tu tại gia, nên là em tâm em ấy rất là tốt. Bây giờ mọi người đang chờ ghe đến cái chỗ mà cô bé này chỉ điểm là xác em Huân nội nha mọi người. Nên là mọi người theo dõi like giúp về. Như nào này? Từ nó xe nó vô đó thành đó. Ghe vô đó thành đó, em coi nè. Ghe vô đó thành đó. Ghe đang vô đó tình ra đó, ngay chỗ này là ngay chỗ bóng đèn luôn á. Mô Phật lên đi con ơi. Phật lên đi con, con linh thiêng cho mọi người thấy đi con. Con linh thiêng. Giúp bên nhớ chạy qua nè. Cấm cờ lên âm kêu con bé lên vậy. Kính à, kính à, mà. Nãy có người cấm cờ lên âm giữa sông mà. Chị có nói gì không để ý đâu, chị không thấy. Chị không, tại vì trường hợp của con bé là chị không có theo dõi nên chị không có biết. Chị quan tâm tới trường hợp của em Hôn nè, nên là mọi việc là chị lo việc trên cầu cho em Hôn thôi, nên chị không để ý được là ai cắm cờ dưới đó để cứu bé nữa. Nên hy vọng thôi con ơi, lên đi Hôn. Trời ơi, cả ngày đi là chị đứng nắng nôi với em rồi đó. Em lên đi em, bây giờ có người trợ lực cho em nè. Có một người tùy duyên người ta trợ lực cho em nè, em lên đi. Thành ơi, chỗ đèn ơi, Thành ơi. Thì không tắt like đâu. Mọi người. Đang nghe đang vô đó hả? Nghe vô đó kìa. Hy vọng là tìm thấy con. Huân ơi, lên đi con ơi. Thì có linh thiêng, thì có thật sự nếu mà con bé nó mất rồi á, linh thiêng cho hai đứa nó lên luôn. Không lên được hả? Đúng chưa? Đúng rồi, ở đó đi vô đúng rồi đó. Chỗ đó thuyền đi vô là ngay chỗ mình đứng đó, ngay dưới chân mình đó. Ở dưới đó, đang ở dưới chân mình đó, thuyền đang đi vô dưới chân mình đó. Để chú xanh chữ ơi chạy đi mua. Chú xanh. 11 giờ rồi, chợ đâu có còn nữa. Nam mô Di Phật, lại trời lại Phật chấn nổi lên. Chị ơi, chị có thuyền rồi kìa, chị cứ lại em giật mình, em tụi có tìm thấy xác rồi kìa, chị cứ làm giật mình. Em đã hồi hộp rồi. Đi ra đây nè. Dưới chân đèn. Xích qua bên trái. Qua bên này. Là tới nữa đó. Tới nữa.
Điện cho anh Thịnh, đưa đưa, đưa điện, em điện đây đưa chị nói chuyện cho. Ở trên á, trên rồi em tới em trợ lực ở bên kia. Có ai tới trợ lực, Rại Binh xuống đi. Rại Binh với đại giấy tiền xuống giùm đi. Rồi không ai tới luôn. Đi đi, đưa điện thoại cho chị điện. Em tới em Rại Binh ra. Bên đó đó. Dạ tới Rại Binh với lại Rại giấy tiền đồ và muối nội đồ xuống đi. Đèn của mình á. Đi tới đây xí rồi nè, đi qua đây xí rồi nè. Má chị bên đây nè, tới nữa, tới nữa. Đi qua bên kia. Dưới cầu á. Đổ đồ chưa? Đổ đồ xuống chưa? Thôi bé ơi đừng có hù chị bé ơi, để chị đứng xíu đâu em hù chị cái gì đi về luôn hả bé? Chị nổi da gà từ nãy từ rồi. Thảo Vy ơi đừng hù chị nè Thảo Vy, tội chị em. Đừng có hù chị nữa, đừng nhắc ma chị em ơi, chị là nhắc gan rồi. Mọi người đang Rại Binh lên đi con ơi, đừng khóc nãy mấy người bên đây cười chứ có ai khóc đâu, có đôi đồ mà xuống dưới nó ở Sài Gòn bay ra á. Nó tưởng ra, tưởng lên, tưởng nói là hướng lên lẫn nói gia đình là lúc này em đang ngồi đâu đầu á. Hướng nói gia đình là nói là em đừng nói bên lỗ tai chị. Có nghĩa là hắn tới, hắn nói là nói với gia đình là kêu bây giờ nếu như mà hắn có thể làm cho xác nội lên á thì gia đình có ghe để vớt không? Thì mình nói mình có hai ghe với nó rồi. Thì mới ra đang đứng làm gì đó, xuống đứng nói phán gì đó. Mà cái này là cơ duyên, nó như là vì nó thấy trên mạng á, các thầy phán bừa phán càng, nói bậy nói bà quỵ dự xác dự đồ vậy đó. Hắn thấy tội cho cái vong linh người mất. Nên là hắn bay từ Sài Gòn ra đây. Để hắn chờ lực á. Nhưng mà những đứa mà như vậy là cơ duyên nó có. Cơ duyên nó hợp á. Nó hợp nó phán được. Chứ còn cho dù bây giờ nếu mà như mà không có nổi á, bây giờ cho dù mà có không có nổi á thì cái cơ duyên em vẫn tin. Em tin là cái cơ duyên của họ là họ biết được, nhưng mà họ cái lực của họ chưa đủ để làm cho cái xác nổi lên. Cái lực của họ không đủ, em vẫn tin. Hả? Em đây. Rồi ok. Rồi. Chở xuống luôn. Rồi. Rồi ai xe máy, ai có xe máy không? Anh. Chở anh xuống dưới, bây giờ anh đi xuống đường cầu này nha chưa? Anh xuống dưới chân cầu rồi. Rồi anh điền cho thằng Thịnh, anh nói thằng Thịnh là anh điền người nào trên ghe anh điền cho thằng Thịnh đi. 0905 44 89. Rồi anh điền cho thằng Thịnh, nó thằng Thịnh quay vô đó con bé đi xuống. Rồi. Rồi con bé rồi. Rồi quay vô anh chở xe máy xuống giùm em á. Em xuống giúp giùm. Dạ rồi. Giúp tới nơi tới bờ tới bến luôn. Như vậy là ok rồi. Xuống. Không để cho anh thắng chở xuống, vậy anh thắng biết chỗ. Có không trời, thấy con dân ngon luôn. Thì em nhắm qua luôn, em mừng từ kinh luôn á. Có chưa, điền thường anh. Có chưa mọi người? Có chưa? Qua đây em. Qua đây em. Thì con chị không nổi luôn á. Nhưng mà có chưa, mọi người đừng có làm tôi sợ. Có chưa? Qua đi em. Từ từ tránh dần bán qua. Từ từ bán còn tìm cô bé kia nữa. Từ từ mọi người đâu rồi? Có chưa?
Con ơi, mặc áo đồ gì đó. Thịnh ơi, có cho Thịnh. Đó. Có. À, Thịnh hả? Thịnh ơi, có cho Thịnh. Đâu. Có rồi. Ôi trời ơi, bực quá đâu, bao giờ bực lại trời. Bực như giờ luôn á. Nó kìa, nó kìa. Tôi với sao. Đó, đâu kìa. Đâu, nghỉ xíu đi. Nghỉ xíu đi. Nghỉ xíu đi. Không, để cho con, để nghỉ xíu con giúp con bé nữa. Từ từ, con bé em không giúp đâu. Không có duyên. Mời con vừa có vào luôn. Người nhà nó để xuống ngồi nó. Để chẳng quản ngồi nghỉ, để chẳng quản ngồi nghỉ, yên là chẳng ngồi nghỉ. Thế cái tìm mừng mà tìm mừng dễ sợ luôn á mọi người. Bé, em nghỉ ngơi xíu đi đã. Em nghỉ ngơi chút đi đã. Không, để anh Thiền giúp đi. Để anh Thiền giúp. Anh Thiền giúp giùm em đi anh Thiền. Ba mẹ cảm ơn chưa? Hậu không vậy? Hả? Cảm ơn họ chưa? Ba cảm ơn. Cháu. Tội cho con bé này nè. Không, con bé này em có liên lạc rồi, để đây em. Nam mô Di Đà Phật, trời ơi trời. Em đi xuống ai đi ô tô được không? Có ai lái ô tô được không? Mọi người ơi, đợi Hệ xí nha, Hệ đi xuống dưới nha. Hải ơi. Xuống dưới nhanh lên. Cầm chị lái xe. Cầm chị lái xe xuống dưới. Anh. Anh qua anh lái xe em về giùm được không? Gì đó? Đi đâu? Đi đây nữa. Đi nữa. Gọi cái này ra gặp đi. Anh qua anh lái xe em về giùm được không? Em làm anh mà anh qua lái xe giùm em được không? Để cho mắt cái đi cứ bạc cái đi đâu. Xuống nó biết nó không? Chị bán cho chị tránh đi, chị đừng có đứng tay nữa, chị đi chỗ khác đi. Chờ tao đi. Em đứng nên đợi chị đây. Thì rồi nó ra xe, chị chạy xe rồi mà nó đi qua bên kia. Em còn xe em nữa. Xe em đúng không? Anh chạy qua bên kia đợi luôn. Để xe nó đi không có mất đâu. Xe đi anh Thắng ở đây mà. Nên xe anh đợi chị. Đây nè, té xe rồi nè. Chị sợ đúng là thiệt. Ôi trời ơi em ơi, từ từ để chị dơi đó đã. Ê, để đó. Anh Thác, nói giùm em cái. Thôi được rồi, từ từ, lấy xe em đi. Lấy xe em đi. Thôi được rồi, để em đi xe kia. Đi em. Đợi xí nghe, đợi xí với thầy đang chạy xuống dưới cầu đây, đợi xí nghe. Trời ơi, thầy rung luôn á, thật sự là rung luôn á. Thực sự là rung mà hòa khắc luôn á mọi người, thì không thể nào mà tính được luôn á. Con bé nó thức cực kỳ giỏi luôn á, trời ơi, nó tuyệt vời luôn á. Đợi thầy xí nghe, thầy đang đi xuống đây. Có tông xe nữa. Thank you.
á, trường hợp nó say á, còn đá nhà thôi, không có gì hết mọi người. Đá nhà thôi say á. Trời luôn á, trời ơi, mừng dễ sợ luôn á. Tại trời lật nước thì tôi cảm thấy hạnh phúc dễ sợ. Chạy lên xuống đi, chạy xuống đi. Em cái chợ chị xuống rồi xong rồi cái em ơi, em chạy ngược lên lại kia sẽ có thương xuống giùm vậy đó. Sao mà đồ đồ chạy á? Sao đồ chạy á? Kêu cái có rồi em ơi, tìm được xác rồi con bé đó, mọi người coi lại đầu lá chim á. Trời ơi mọi người ơi, cực kỳ là tâm linh luôn. Con bé nó tự nhiên nó tới xong rồi cái nó nói là nó muốn giúp nó làm cho xác nổi. Rồi nó nói người nhà là cho ga ra ngay giữa cái cầu đó là xác nó nổi lên. Trời ơi đúng y luôn. 10 phút sau là tìm được xác người luôn, xác em hung nổi lên luôn mọi người. Trời ơi trời, đau tim quá luôn á. Thật sự là quá nể phục luôn. Tâm linh là có thiệt mà một người cái duyên như vậy á, là mới làm cho Hề cảm thấy nể phục luôn. Từ em của chân mình té luôn ha. Đây bên đây. Thuyền sẽ vô chỗ này. Thuyền sẽ vô bên đây. Đây bên đây em đi tới bên đây đi. Thuyền vô bên đây, chỉ biết chỗ thuyền vô kìa, ở đúng đây hết rồi. Ngồi bên đây, gia đình bên đây rồi. Đây là nơi thuyền cặp vô đây. Vô bên đây à, sắp vô bên đây. Ai, đứa mà lên, lấy xe cứu thương xuống lái. Dạ, xe đi đổ dầu cái gì? Xe đổ dầu, em đi xe ô tô được chứ bộ. Dạ, em chạy xe đó đó. Em chạy lên đánh cái xe chạy xuống cái. Hải ơi, Hải chờ em đi lên đánh cái xe chị xuống cái. Alo. Dạ xe đổ dầu đó em. Nè anh đánh cái xe chị xuống. Xe đi đổ dầu qua lại đó. Hai đây này em. Đây, anh ơi. Em đây lên đánh cái xe chị xuống. Dạ xe tới rồi. Xe tới rồi. Em đánh cái xe lên. Chị em lại cái xe đi kia đó. Xe nó sẽ người chở về luôn đó, xe chở xác về luôn. Xe chở xác về quê luôn. Thì có chị này em tin không, chị run luôn, chị đứng gần con bé nó là người chị run luôn, người chị không còn một chút gì luôn. Em đâu cho người nhà xuống đâu, em người nhà em để trên đất rồi mà, em dặn rồi mà. Ông đi xe cấp cứu, ông dặn chị. Không em nói rồi, bây giờ tới đây chặn người nhà nè, từ nghe. Không em có khăn đây, có đồ trên đó rồi. Mọi người ơi chặn người nhà lại giùm em nghe. Chặn người nhà lại chưa, có chuyện. Lấy cái mền ra đi em, tung cái mền ra em xuống cho em á. Lấy cái mền xuống đây. Lấy cái mền xuống quấn em không nè. Đưa cái mền chị cái. Ui cái mền chỉ nhỏ như đi mà đang quấn hết đó này. Còn mền khác không? Có cái váy lên nghe. Mọi người ơi cho em xuống với. Đi xuống đường nào mọi người, xuống đường nào á? Chị xuống bên này. Xuống đường nào, bên nào? Đi xuống đường này bên này em ơi. Chị đây. Rồi kệ em cứ quấn hai ba cái xong đi em làm. Rồi đem xuống đi em. Ui da. Người nhà đừng có xuống nghe, chờ chú ơi. Con bé bao rồi, chạy hết bao rồi. Đúng rồi, đừng có xuống, đừng ai xuống hết trơn á. Còn ở đây đó, dạ đừng ai chung ra xuống cái. Sao ăn đô ra mệt quá. Thằng nổi. Ủa em cái thằng nổi còn cái con chưa nổi đâu. Thằng này em thấy màu đỏ mà. Đỏ đen đó. Đây đây, có mền đây rồi. Đưa mền giùm chị cái. Áo đầu với quần đen á. Đây nè, mền đây nè. Vô chỗ mô.
hai cái mền đây rồi, đã có hai cái mền đây. Thế cái hả? Không có ai người nhà đây hết, không có ai người nhà hết. Cái thằng chú hai cái luôn chú, mình là cuốn luôn hai cái cho em luôn chú ơi. Cái này là lọt dưới đâu, cái này là ập lên cái mắt này. Lớp dưới đâu ập trên mặt. Có ai người nhà đứng trên nó không rứa? Không có đâu anh, không có người nhà đâu anh. Tội chứ. Bỏ thằng Nam đây đi. Đưa anh tránh ra anh. Anh tránh ra anh. Rượu đó sao lấn kìa, tôi sao lấn em, rượu đâu rồi em? Rồi lúc mua mà xuất hiện ông Thiền đi á, là sát nổi. Mỗi lần mà kêu ông Thiền từ quận Bình về tới đây á, là sát nổi. Ông Thiền vừa mới từ quận Bình về tới đây luôn. Con ơi là con. Con bé nó tuyệt vời luôn á Thành. Con bé nó tuyệt vời luôn á. Thiền mà một lần Thiền xuất hiện là sát nổi. Tao nói đó, tao kêu chút xíu là gửi cho Thiền 5 triệu đó. Tao gửi tiền cho Thiền 5 triệu đó. Quá tội luôn, Thiền một lần Thiền vừa xuất hiện là sát nổi. Mà con bé nó phán đúng ý cái chỗ mà hắn đứng luôn. Cũng khiếp ý cái chỗ đứng mà cái chỗ nó trời kinh khủng luôn á. Thì đó ngay chỗ cái nối ngay chỗ cái cầu nội hoa đó. Ngay chỗ này ngay tàu là tàu bên kia tàu vô kìa. Cái gì sợ con bé nó hồi nãy là tàu ra cái chuyện tàu vô. Con bé nó phán còn ý chỗ đấy không trôi đi mối trơn á, dễ sợ. Mà một xác tôm có hai xác, xác kim có đâu. Hắn nói là nếu như người nhà liên hệ phán ta nó, hắn sẽ đứng lên giúp. Tao nói là thôi cố gắng em giúp giùm. Tao nói cố gắng giúp giùm. Tao nói chuyện vắng rồi. Dễ sợ không phán một con. Bé nó về khách sạn ngồi đây, nó mệt á. Khi mà nó trời lực xong nó rất là mệt. Về khách sạn nghỉ rồi. Tao lấy số điện thoại được đi. Có rồi, tao lấy rồi. Răng tao để sọng được thần. Ghê chị hay. Dễ sợ Linh, dễ sợ chị. Dạ, giờ học đại học. Dạ. Thiền á, em biết không, nó tốt lắm, nó tồi lắm luôn. Nó không ai tìm thợ lặn ở Đà Nẵng không ra. Nên là nó đang đi làm ở ngoài khơi á, mà nó phải đi taxi, chị bắt taxi cho nó đi từ Quảng Bình đi về Đà Nẵng. Khi nó vừa mới về tới Đà Nẵng là xác cụ nội lên luôn. Vừa xuống tới Đà Nẵng luôn. À, chú ơi, chú. Ủa Thịnh chờ cái chi bọn em lên đó. Chờ cái chi? Chờ rượu hả? Rất mà rượu không chuẩn bị rồi á. Tồi chưa. Thì con bé nó quá. Con bé nó thật sự. Con bé nó quá rất là linh luôn. Con bé nó quá tuyệt vời luôn. Quá giỏi. Trời ơi, nó vừa nó tới nó chỉ y chỗ nó là nó nói cho ghe nhanh lên. Cho ghe nhanh lên. Là hề trên đây hề mọi người qua từ đầu lái chim á. Là hề tức tốc hề cho ghe xuống liền. Ghe chạy xuống là vớt được em liền luôn. Trời ơi, thật là khủng khiếp luôn á. Hay thực sự bây giờ thì còn rất là đang tức cái ngực mà đang rất là bứng loạn tinh thần luôn á. Em kia chưa lên được đâu. Con bé lúc nãy nó nói em đó còn chưa lên được nha.
thì mọi người á, chút xíu mọi người quay lại đầu live stream á là mọi người mới thấy được. Mọi người quay từ đầu live stream là mọi người mới thấy được nó thực sự như thế nào. Anh Thiền nè, anh Thiền á, ở Đà Nẵng mình á, Đà Nẵng mình nó không ai chịu làm hết, không ai chịu đi vớt giùm hết, mà anh Thiền phải đi về, phải bắt taxi cho anh Thiền đi từ ngoài quận Bình vô tới đây á mọi người. Bây giờ anh đang làm công tác là anh thoa rượu để anh bẻ người ra. Bây giờ nhóm bà mẹ thai nhi sẽ đưa xác về luôn. Tội chứ. Coi từ đầu livestream đến giờ là mọi người mới thấy được cái sự tâm linh nó linh thiêng nó bất như thế nào. Con bé nó phải bay từ Sài Gòn ra đây á, mà nó dạy tới nó nói với Huệ mà Huệ sẵn điếng người luôn. Hắn kêu bây giờ em làm cho xác nội lên thì có ghe đi tìm không, có ghe vớt lên không. Chị kêu có, chỉ có hai ghe đang đi túc trực dưới nó. Cái nó tới nó đứng nó niềm gì đó, nó hồ lực như thế nào đó. Cái nó nói là xác đang nằm chỗ này nè, nội lên rồi, chị cho ghe tới đó vớt lên đi. Trời ơi trời, ghe vừa mới tới là vớt lên được liền luôn, trong vòng 5 phút luôn mọi người. Trong vòng 5 phút là vớt lên được liền luôn. Ngày mai chị sẽ nói chuyện với bé. Ngày mai chị sẽ nói chuyện với bé nha mọi người. Anh Thiền cho bưng lên xe luôn đúng không? Bưng lên xe luôn. Lên xe luôn mọi người. Ôi quá đi, trời ơi là trời. Tội quá đi, trời ơi trời. Khép bằng chai nha mọi người. Mọi người đi khép bằng chai kìa. Rồi thôi, hề. Thôi bây giờ đưa em về quê nha mọi người. Bây giờ đưa em về quê luôn. Hay là đây bây giờ ông Thành đâu rồi? Em à, bây giờ đưa về quê là đưa về bệnh viện. Thành mất rồi. Thành ơi. Thành đưa về quê là đưa về bệnh viện. Liền ở đây đó thì đưa về bệnh viện, đưa về nhà tang lễ. Ôi thưa anh ơi. Anh. Tính xe. Em không cầm tiền đây luôn. Đi về xa đi, về lấy xa đi. Anh đúng rồi. Anh chạy lên anh nói người nhà. Anh nói người nhà là đưa cho anh Thiền 5 triệu. Rồi chở em lại luôn. Anh chở anh Thiền lên này, nói người nhà đưa cho anh Thiền 5 triệu cho em. Rồi. Nghe.
Vì tiền em đưa hết cho bên người nhà rồi, nó người nhà đưa cho anh Thiện 5 triệu. Em không cầm tiền ở đây luôn. Không. Em cảm ơn anh Thiện nghe. Cảm ơn anh đi. Lần sau con. Dạ, con ơn. Thì anh may mắn có mua anh về luôn. Dạ, anh lên lên nó người nhà. Anh chở lên lánh 5 triệu giùm em đi, em lên chừ. Em coi tụi em coi tụi xác về đâu cái rồi cái em chạy xe em về chừ. Không chở Thiện lên cầu lấy tiền nữa. Lên anh à, ừ thì đó bởi đây mới nói chỗ đó đang chắc là đang phát chắc đang là chở anh Thiện lên cái lên gặp người nhà cái đưa điện thoại cái em lên chờ lên cầu đi em lên liền luôn đây em lên đây Thiện mà xuất hiện ca mô là nhà vía ca nó nổi lên liền ừ. Ba ba cũng bán nó mua hiện dạ yeah. Người nhà của ông bán không? Đang ở bên đó chị kia đang tấp phương hết rồi hết bên đó kìa chợ chợ ta lên cầu với liên hệ cho hắn con nó chưa mắng đi bộ đầu khi nào bên đó mà chưa tìm tụi em thì tụi em chưa giúp được đâu thì cũng giống như em cơ duyên đó gia đình người ta không tin hiểu không gia đình người ta không tin nhưng mình không thể nào mình ép được à, chợ tôi lên trên cầu cái chưa biết về đâu đúng không rồi thôi chị lên cầu đi bây giờ xác chưa biết là đưa về nhà tăng lễ nào á nên là Huệ sẽ hãy tắt live stream nha mọi người chút xíu này sẽ live lại hai hai ở đây tôi có bé Hải rồi tôi có bé Hải anh chợ rồi chút xíu này sẽ live lại bây giờ Huệ phải lên trên cầu để Huệ giải quyết Huệ đưa tiền cho anh Thiện thợ lặn đã tại vì là mình đã nhờ anh rồi mà bây giờ anh đi từ Quận Bình vô tới đây rồi Huệ thuê taxi cho anh á nên bây giờ Huệ phải đưa tiền cho anh để anh trả tiền ừ ờ chị đi bác Hải lên không ai nhập hết đây kêu tôi lên cầu nên là bây giờ mình phải hãy lên để sắp xếp để gửi tiền cho chị đi với Hải em rồi Hải sẽ lên sắp xếp để gửi tiền cho anh Thiện đã thế rồi tắt like mọi người xem like là từ đầu nghe rồi có gì chút xíu này sẽ phát lại cái like khác.